tỉnh An Giang, nằm tại trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Củ Long của Việt Nam, nổi bật với sự phong phú của văn hóa Khmer, đặc biệt tập trung tại hai huyện biên giới là Tịnh Biên và Tri Tôn. Các ngôi chùa Khmer ở đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa cộng đồng quan trọng, phản ánh sự đa dạng và phong phú của văn hóa dân tộc trong khu vực. Chùa Khmer ở An Giang được coi là biểu tượng văn hóa vật chất và tinh thần, với những đặc điểm kiến trúc độc đáo và đặc sắc. Các ngôi chùa này không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là niềm tự hào của đồng bào Khmer, nơi lưu giữ và truyền bá những tinh túy trong đời sống văn hóa, xã hội. Cổng chùa, với màu sắc đậm chất văn hóa Khmer, chào đón du khách đến thăm. Một trong những ngôi chùa đáng chú ý là chùa Sa Tón ở thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, ngôi chùa Khmer cổ xưa nhất tại tỉnh và là nơi lưu giữ nhiều cách kinh lá. Ngoài ra, chùa Tà Miệt ở xã Lương Phi và chùa Thơ Mích tại xã Vĩnh Trung là những điểm tham quan phổ biến khác nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội truyền thống như lễ hội đua bò. Kiến trúc của chùa Khmer ở An Giang phản ánh ảnh hưởng của văn hóa dân gian, đạo Bà La Môn và Phật giáo tạo nên một phong cách độc đáo và mang nhiều giá trị thẩm mỹ. Mỗi ngôi chùa bao gồm nhiều khu vực như chính điện, sala, nhà tăng, nhà thiêu và nhà tháp với chính điện là nơi tiêu biểu nhất của nghệ thuật kiến trúc và trang trí. Nổi bật trong kiến trúc chùa là tháp mộ độc đáo và các tượng Phật thích Ca Mâu Ni được chạm khắc tinh xảo. Bên cạnh đó, những bức bích họa trên tường gian chính điện kể lại cuộc đời của Đức Phật là một đặc điểm nghệ thuật đặc sắc. Xung quanh chùa là vườn hoa và ao nước, tạo nên một không gian tâm linh, trầm mặc. Từ những họa tiết hoa văn bên ngoài đến vẻ đẹp lộng lẫy bên trong, các ngôi chùa Khmer tại An Giang là nơi thờ tự, lưu giữ hài cốt, tổ tiên và là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, phản ánh sự đa dạng và phong phú của văn hóa và tâm linh nơi đây.